Anh Thao đà điểu ấy mà. Dạ. Em nhận đà điểu ok chưa? Dạ em nhận ok rồi anh ạ. Nuôi phát triển tốt không? Dạ phát triển tốt, con đầu tiên thì phát triển ok anh. À, Đang năm tầm con khoảng 10 mấy ký. năm con đợt một là lấy từ tháng 2 dương lịch năm 2020 là bây giờ được mười mấy ký rồi đúng không? Dạ có khoảng được 13 ký, 13, 14 ký một con rồi. Trong đó thời tiết nó thuận lợi hơn ở ngoài Bắc nên là dễ nuôi không mà. Dạ nó thuận lợi hơn. Cái này kiểu cái nguồn thức ăn ở trong này nó cũng dễ kiếm hơn, nó cái ba cái cỏ đấy rau muống thì trong này cũng dễ đấy. Thế cái năm con gửi thêm sau này là cũng bây giờ cũng đang phát triển khỏe mạnh cái gì? Dạ lắm con gửi thêm thì mấy ngày nay thì nó ăn uống tất cả này kia thì đều khỏe mạnh để phát triển được anh. Thế có nhu cầu mua lựa không? Dạ chắc là có để vài bữa nữa, chắc thằng em nhờ em gửi mua thêm vài con nữa mà chắc chục con. Mua đi, Nó mua đi là mua đi, anh đăng cái chương trình tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật đấy, mà sẽ có cái giảm giá khoảng, nếu mà mua tầm chục con là giảm được 1 triệu đấy. dạ. Anh vừa đăng Thế lên kênh giờ YouTube đấy, là anh tuần tuần lễ sinh nhật của anh ấy. Em là đợt ý dạ. là nuôi là gửi về địa chỉ nào ở đâu nhỉ? Em gửi về vượt ra nghĩa đất lông anh. À, cầu vượt Gia Nghĩa Đắk Lông đúng không? Hôm Dạ. rồi rồi, Đắk Lông đây rồi. Anh gửi cho em hôm 11 tháng 5, chắc là tầm 13 tháng 5 em nhận được. Dạ đúng rồi, tháng 13 năm em nhận được đúng rồi. Nhận lúc mấy giờ? Mà dạ em nhận lúc 12 thì chưa. Thế đẹp rồi, ok. Đắk Lông thì anh gửi nhiều mà, Đắk Lông gửi nhiều. Dạ như anh cho em hỏi ví dụ như mấy con đợt trước giờ muốn tẩy giun như nó thì phải làm nào anh? Thì mua cái gói tẩy giun như kiểu mình nuôi gà mình tẩy giun thôi, nhưng mà mình tính cái trọng thể của nó lên thì mình cho thuốc nó hơi tăng tăng lên một tí. Dạ. Ví dụ như mình tính là hai con là 30 cân chẳng hạn thì mình phải dùng cái thuốc dành cho 25 cân, 20 cân thôi. Thuốc thì nó tẩy giun thì mình có cái quy định đấy, một gói này, ví dụ một gói này của nó là một tạ chẳng hạn thì mình chỉ để cho khoảng 7 con thôi. Dạ. Chia đều ra. À, rồi. Hoặc Thế thì em là biết rồi. thì Dạ như em thế ạ. là lúc nhận giống là nó cũng khỏe mạnh cái gì. Dạ lúc nhân giống cũng khỏe mạnh như bình thường, đợt mờ bây giờ là phát triển bình thường hết. Nên là tóm lại là hài lòng cái dịch vụ của anh Thao không? Dạ có, em hài lòng rồi, có gì để vài bữa nữa em đặt thêm nữa chứ. Gì ấy, anh vừa mới đưa ra gợi ý đấy, nếu mà ấy thì ấy luôn nhá, để anh nghe cuộc gọi Dạ tí. dạ dạ Rồi, ok, bye bye nhá.